qua đi lấy mẫu C27 về là cô chú anh chị 49 nè, 36871. Xe này là vô kính đồ chơi rồi nha. Đời 2017. Có mẫu xe gia đình. Dòng này là lên xuống kính tự động hết nha cô chú anh chị. Rất là nồi luôn. Là chìa khóa, hai chìa khóa nguyên bản trong xe nè. Bấm đúc 4 cái vỏ mới tinh. 4 cái vỏ này cô chú anh chị. Khá là mới nha. Đăng kiểm tháng 3 năm 2023 nha bà con cô bác nha. Chủ nhà đã lên kính đồ chơi rồi. Là bản si rồi. Xe máy móc êm số tự động. Si là led hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Mới tinh luôn. Ok không? Đó là mẫu xe gia đình nhỏ gọn thôi. Em này máy 1.25. Gương cụp mở là nút điều chỉnh từ xa luôn. Chuẩn chưa? Đó, quá cọp. Keo chỉ là rin hết rồi. Tapi cửa là khá là đẹp nha. Vô lăng. Đây cô chú anh chị coi vô lăng. Vô lăng mới không? Không một tí chạy xước, vô lăng tích hợp. Dòng này nó lên full cam hành trình, cam 360. Đầy đủ các tính năng rồi. 36.270 km rồi, định vị GPRS nè. Đây là cam camera HD. Đây là cam 360 nè. Xe chủ nhà lên nhiều rồi chơi lắm. À, tắp lô tắp y liền lạc sạch sẽ nha. Đó là mẫu xe gia đình số tự động rồi. Đẹp chưa? Khá là đẹp. Hai chìa khóa rin nguyên bản cho xe. Chống bắn tốc độ trên màn hình Android. Đầy đủ các tính năng. Vô lăng nè. Cô chú chị coi vô lăng có chỗ nào phai mờ không? Không một tí gọi là phai mờ biểu tượng của Kia đây. À, khá là sạch. Bốn cánh cửa tapi được ghế da nguyên bản tàu xe, có rèm chống nắng. Xe này nữ chạy, là mẫu gia đình đó bà con đi thì tiết kiệm nhiên liệu cho cô chú anh chị nha. Trang bị cùng điều hòa mở phát lạnh ngắt luôn nè. Máy 1.25 thì đâu đó số tự động nằm cho cô chú anh chị 6 lít, 6 lít trên 100 km. Nói chung là xe không cấn, không lỗi bất cứ một khoản gì nha. À, gương cụp mở, gương chính điện, hai chìa khóa theo xe luôn. Nước sơn bên ngoài đẹp. Đó, sơn si được khá là ok rồi. Dễ đẹp không? Đã đèn led hết toàn bộ, dán mờ hết toàn diện rồi nha. Ở mẫu được về lấy được, chỉ việc chạy thôi, đổ xăng rồi chạy thôi. Xe này bên chị anh lấy giá cao rồi cô chú anh chị ạ. À, được chưa? À, tapi rồi, mới tinh luôn. Rèm chống nắng, keo chỉ rin 100%. Sơn rin phủ lên tới 80-85% chất xe. Xe không lỗi không cấn, chốt 7 màu luôn nè. Anh chị ghế là phấn son 7 màu đầy đủ các tính năng. Đẹp chưa? Nghe USB đầy đủ các kiểu rồi, chốt 7 màu nè. Số nè. Bao đẹp. Tiết kiệm nhiên liệu là ở đây nha. Phía sau chúng ta sẽ có 3 chỗ ngồi. Dòng này 5 chỗ nha cô chú anh chị. À, đây có cả khay đựng nước rồi, đầy đủ các tính năng ở chiếc xe rồi. Ok không? Bô đôi nè, sử dụng toàn bộ bô đôi hết toàn diện nha. Biểu tượng của Kia Morning. Nỉ nè. Nỉ tay gối còn nguyên bản là hai bên nè. Hai bên keo là rin hết nha, tán là rin hết. Tất tần tật. Vỏ đồ xe cua đầy đủ luôn. Xe cọp lắm. Cục máy thì sao ạ? À? Cục máy thì khá ok luôn. Đi cam 360 độ, tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu. Đèn halogen nha. Đèn halogen hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Có đam mê về mẫu này thì alo cho em. Xe máy rin của chủ nhà em không dọn nha. Đó là vậy. Nội thất đẹp sẵn. Nè cô chú anh chị nè. Xe có xíu độ hơi thôi. Đời 27 thì không thể nào mà có chuyện độ hơi được. Ok chưa? Hồ sơ ký rút đầy đủ tính năng trên chiếc xe, 4 máy thôi. 4 máy nha, hai bên trụ đẹp như nhau, trụ không có dấu hiệu đâm va. Đi đôi đèn rin lên toàn bộ led hết toàn diện trên chiếc xe rồi. Keo chỉ cho nó cabo. Đẹp như thế này. Đây là từ những con tán nè. Từ những con tán là không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nắp cabo đâu. Ok không ạ? À? Máy êm. Đó, máy đang hoạt động. Độ êm ru. Này nữ chạy thì quá ok rồi. Nữ chạy thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời luôn. Đây là phần gầm. Đây là phần gầm nè cô chú chị, gầm bề nè. Gầm bề của đời 2017 mới không? Mới như thế này. Không một tí là một vòng chứ. Đó. Nước sơn rin toàn bộ hết nha cô chú chị nha. Đẹp chưa?
Đây là phần ghế da nè, ghế da nguyên bản là sạch sẽ lắm. Lót sàn nỉ non xanh rì, anh chị đã chốt nè, chốt 7 màu luôn nè. À, tổng quan phần nội thất tắp lô tắp bi đó. Có đam mê về mẫu bản si bản full này thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Tắp bi mới không nè, mới tin là những vân gai nè, đẹp như thế này. Đó là xe em đã dọn xong rồi đó. Đam mê mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô. Và em xin kết thúc chương trình tại nơi này nhé. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh Ô Tô Đà Lạt Lâm Đồng. Một lần nữa em khép lại chương trình là em see you and goodbye.